Câu 41, thành phần chính của muối ăn là gì? Thành phần chính của muối ăn là natri clorua. Đáp án đúng là đáp án C. Ok, cái này dễ ơi. Thành phần chính của muối ăn mà không làm được nữa thì toang. Câu 42, tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Tơ nhân tạo là tơ bán tổng hợp. Nhân tạo là bán tổng hợp phải chọn. Mà bán tổng hợp là gì ạ? Bán tổng hợp là có, chúng mình đã nói rồi, visco với lại acetat nhá, có visco qua acetat. Vậy là đáp án đúng của chúng ta là tơ nhân tạo, chúng ta là tơ visco. Ok. Câu 43. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? Thì ở đây mình có này, HCl là chuyển thành màu đỏ, CH3COH là chuyển thành màu đỏ. Đúng không? Anh này là H2N với lại COH thì một nhóm axit, một nhóm bazơ, không đổi màu. Vậy chuyển thành màu xanh là đáp án D, CH3N2. Câu 44. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2O4 loãng? Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2O4 loãng? Nhôm có tác dụng, sắt có tác dụng, magie có tác dụng, bởi vì ba thằng này đều là kim loại đứng trước thằng hydro nhá. Vậy đây chỉ có là thằng không tác dụng là thằng đồng. Câu 45. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Disaccharide. Glucose là monosaccharide. Được chưa? Fructose là monosaccharide. Saccharose là disaccharide, tinh bột là polysaccharide. Vậy đáp án đúng ta là đáp án A. Câu 46. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO? Thế thì CO thì chỉ khử các oxit của kim loại đứng sau gì ạ? Kim loại đứng sau nhôm. Vậy thì kali đứng trước nhôm, canxi đứng trước nhôm, bari đứng trước nhôm là không được. Loại A, loại B, loại C. Vậy đứng sau nhôm chỉ có đồng. Vậy chính đồng thì có thể điều chế được bằng cách là cho CO cộng với lại CuO để tạo thành CO2 cộng với lại Cu. Đáp án đúng đáp án D. Câu 47. Chất nào sau đây là mềm nước cứng có tính vĩnh cửu? Chất nào sau đây là mềm nước cứng có tính vĩnh cửu? Lưu ý nhé, đề bài bảo là vĩnh cửu. Nước cứng mà vĩnh cửu thì chúng ta sẽ có là có can cation canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Ok. Thế là làm mềm nó thì khi và chỉ khi là sử dụng các thằng anion gây kết tủa hai thằng này. Vậy thì chắc chắn là mình chỉ có thể là Bn2CO3 làm mềm mọi loại nước cứng. Câu 48. Công thức khoa học của sắt 2 oxit. Công thức khoa học của sắt 2 oxit là FeO. Đáp án đúng đáp án B. 49. Công thức của triolein. Triolein là gì ạ? Là C17H33 COO tất cả 3 lần C3H5. C17H33 COO tất cả 3 lần C3H5. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. B bỏ. Câu 50. Dung dịch nào sau đây hòa tan được CrOH 3 lần? Dung dịch nào sau đây hòa tan được CrOH 3 lần nhé? CrOH 3 lần chúng ta là hydroxit lưỡng tính thì nó sẽ bị hòa tan trong cả axit và trong cả kiềm. Được chưa? Vậy thì hòa tan được CrOH 3 lần thì bỏ B, bỏ C, bỏ D. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, natri hydroxit. Ok. 51. Ở trạng thái chất rắn, hợp chất X tạo thành một khối trắng được gọi là nước đá khô. Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa, được dùng để tạo môi trường lạnh không có hơi ẩm. Vậy chất X là, nước đá khô chúng ta chắc chắn là gì ạ? Là CO2. Ok. 52. Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al2O3? Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al2O3? Al2O3 chúng ta nó là gì nhỉ? Oxit lưỡng tính. Oxit lưỡng tính này thì nó bị hòa tan được cả ảo với trong dung dịch kiềm và dung dịch axit. Vậy ở đây mình có KNO3 là muối, vứt MgCl2 là muối, vứt NaCl là muối, vứt HCl là axit lấy. Ý câu 53. Nhiệt phân 10g CaCO3. Nhiệt phân 10g CaCO3 ta có CaCO3. Mình tìm được số mol là 10 chia cho 100 là bằng 0,1. Nhiệt phân nó thì ta thu được CaO cộng với lại CO2. Anh này là 0,1. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng là 0,1 nhân 56 thì bằng 5,6g. 5,6g vậy đáp án đúng là đáp án C. Câu 54 nha. Cho 1 ml dung dịch AgNO3
Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ. Sau đó nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NH3 đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết. Kệ nó. Nhỏ tiếp 3-5 giọt dung dịch chất X đun nóng nhẹ hỗn hợp vào khoảng 60-70 độ C ở vài phút. Trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp trắng bạc, có nghĩa là thằng X này trắng bạc ạ. Tất cả nói đoạn dài này là X trắng bạc. Thế vậy trong này những thằng nào trắng bạc ạ? Glycerol là không có, chó không có, HCO không có trắng bạc. Alginic cũng không. Acid acetic cũng không. Ở đây chỉ có anhydride formic HCSO là có trắng bạc thôi. Đáp án đúng đáp án D. Câu 55. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch không gian. Đúng. Tonitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Sai. Nitron là phải điều chế bằng trùng hợp. Đây nitron đây ạ, đi từ vinyl cyanua. Vinyl cyanua được điều chế bằng phản ứng trùng hợp nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác này, CH2 này, CH này, CN này, tất cả N lần trùng hợp ạ. Được chưa ạ? Ok. 56 này. 4,5 gamma min X no đơn trước mạch hở. No đơn trước mạch hở, vậy nó là gì ạ? CN H2N cộng 3N. Tác dụng hết với dung dịch HCl dư thì ta thu được muối 8,15. Chỗ này là 4,5, chỗ này là 8,15. Vậy hoàn toàn đây mình đi bảo toàn khối lượng, mình có 4,5 cộng với khối lượng HCl thì bằng khối lượng của muối. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng HCl 8,15 trừ đi 4,5. Khối lượng HCl bằng 3,65 chia cho 36,5 bằng 0,1 mol. Vậy mình tìm được số mol HCl là 0,1. Số mol HCl bằng 0,1, vậy ngay lập tức mình tìm được số mol của amin 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được phân tử khối bao nhiêu ạ? 12N cộng 2N là 14N cộng 3 nitơ là 14 thì bằng 4,5 chia 0,1 bằng 45. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N. 45 trừ 17 chia 14 2. N bằng 2. N bằng 2, vậy chắc chắn cái amin chúng ta nó là gì ạ? C2H2 nhân 2 là 44 bằng 37. CH7N, vậy nó có 7 hydro. Nó có 7 hydro các cháu nhé. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 7 hydro. Câu 57. Cho 54 gam glucose. Glucose là C6H12O6 lên men rượu với hiệu suất 75%, 0,75 thì thu được hai thằng C2H5OH đúng chưa? Mình tìm được số mol glucose bằng 54 chia cho 180 bằng 0,3 mol. Thì ngay tức mình suy ra được số mol của C2H5OH bằng 0,3 nhân 2 là bằng 0,6. Thuận nhân nhân 0,75. 0,6 mà nhân với 0,75. 0,45, 0,45 nhân với 46 thì mình tìm được khối lượng bằng 20,7 gam. 20,7 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Mình có này. Tinh thể chất rắn X. Không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong quả nho chín. Quả nho chín. Quả nho chín là gì? Quả nho chín chúng ta là gì ạ? Glucose ạ. Vậy là bỏ ngay xác, bỏ ngay fructose, đúng chưa? Nên được gọi là đường nho. Khử chất X bằng hydro. Khử chất X bằng hydro, vậy là glucose cộng hydro thì mình thu được sorbitol. Loại nốt C, đáp án đúng đáp án C. Câu 59. Phát biểu nào sau đây đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Anilin là chất lỏng tan nhiều trong nước. Anilin là chất lỏng thì đúng, nhưng tan nhiều trong nước là sai. Được chưa? Dung dịch protein có phản ứng màu biore. Dung dịch protein có phản ứng màu biore đúng. Phân tử gly ala ala có 3 nguyên tử oxy, chú ý viết cho nhìn nhá. H2N này, CH2 này, CO này, NH này, CH này, CH3 này, CO này, NH này, CH này, COOH này, CH3 này. Đếm này. 1 2 3 4 oxy ạ. 3 oxy là sai. Phân tử lysine với một nguyên tử nitơ là sai. Đứa nào cũng biết lysine có hai nhóm NH2 sai. Vậy
Phát biểu đúng, chúng ta là dung dịch protein có phản ứng máu biore. B đúng. Câu 60. Hòa tan hoàn toàn M gam sắt. Hòa tan hoàn toàn M gam sắt bằng dung dịch H4 loãng dư thì thu được 2,24 lít khí hydro. Giá trị của M là, đây ta có nhá, hòa tan sắt này, Fe này, vào dung dịch H2SO4 này, loãng này, dư này, thì thu được 2,24 lít khí hydro. Vậy thu được FeSO4 cộng với lại H2. Chúng ta tìm được số mol H2 bằng 2,24 chia cho 2,4 thì bằng 0,1 mol. Vậy suy ngay là được số mol sắt 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của sắt là 0,1 x 56 thì bằng 5,6 gam. Đáp án đúng đáp án D. Đáp án đúng đáp án D. Câu 61. Câu 61. Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn hóa học? Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn hóa học? Các cháu lưu ý nhé. Đề bài hỏi chúng ta là ăn mòn hóa học nhé. Để thanh sắt làm bằng thép carbon trong không khí ẩm, mình lưu ý này. Sắt thép carbon ở đây có nghĩa là gồm có Fe với lại carbon này, hai điện cực khác nhau mà bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau. Trong môi trường không khí ẩm là môi trường chất điện ly, vậy chắc chắn là ăn mòn điện hóa. Ăn mòn điện hóa không phải ăn mòn hóa học. Nhúng đinh sắt bằng thép carbon và dung dịch H2 bốn loãng cũng tương tự như vậy. Thép carbon hai điện cực khác nhau mà bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau. Trong môi trường dung dịch chất điện ly là H2 bốn loãng. Vậy là cũng là ăn mòn điện hóa. Trong đây nó có ăn mòn hóa học. Nhưng đây đề bài hỏi là chỉ ạ. Nhúng thanh kẽm hợp kim. Đây, kẽm hợp kim thì mình sẽ có là kẽm tác dụng với lại đồng 2 cộng trước để tạo thành kẽm 2 cộng cộng với đồng. Vậy đây mình có là đồng bám lên trên bề mặt thanh kẽm. Được chưa? Thế là mình có hai cặp điện cực là kẽm đồng tiếp xúc trực tiếp với nhau. Đúng chưa? Trong môi trường dung dịch chất điện ly. Vậy là ăn mòn điện hóa, đúng không? Có cả hóa học nhưng mà có cả điện hóa. Đây họ chỉ thôi. Vậy loại C. Vậy chỉ xảy ra mòn hóa học là kẽm vào dung dịch H4 loãng. Kẽm vào H4 loãng thì mình sẽ có rằng là kẽm tan trong H4 loãng để tạo thành ZnSO4 cộng H2. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 62. 62. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 khi kết thúc phản ứng? 62 là thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 sau khi kết thúc phản ứng? Mình có Fe và dung dịch H4 loãng thì chắc chắn tạo thành FeSO4 rồi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 63. Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch? Không cùng tồn tại trong một dung dịch là khi và chỉ khi là nó tác dụng với nhau nhá. Khi và chỉ khi nó tác dụng với nhau thì nó không cùng tồn tại. Vậy đây mình có này, NaOH và Na2CO3 không tác dụng với nhau. FeCl3 và NaNO3 không tác dụng với nhau. CuSO4 và NaOH có tác dụng với nhau để tạo thành kết tủa CuOH 2 lần. Được chưa? Vậy là tác dụng với nhau. Tác dụng với nhau thì không thể cùng tồn tại được. Vậy đáp án không cùng tồn tại là đáp án C. Câu 64. Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol metilic? Thế thì nó là este phải được tạo bởi từ ancol metilic. Thì ancol metilic chúng ta là CH3OH. Đúng chưa? CH3OH. Vậy thì thủy phân để tạo thành CH3OH thì chắc chắn este phải có dạng là RCOO CH3OH. Vậy thì mình nhìn đáp án mình có anh này loại bỏ này. Bỏ này. Bỏ này. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok. Câu 65 nhé. Cho các phát biểu sau. Sử dụng xà phòng để giặt quần áo trong nước cứng sẽ làm vải nhanh mục. Cái này đúng này. À đúng này. Nếu nhỏ dung dịch iốt vào lát cắt quả chuối xanh thì xuất hiện màu xanh tím. Đúng, bởi vì trong cái quả chuối của chúng ta thì có tinh bột. Và iốt thì làm tinh bột chuyển thành màu xanh tím. Nó quanh cua hiện tượng riêu cua nổi lên trên là do sự đông tụ protein. Chính xác, đúng không? Protein đông tụ sẽ nổi lên. Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương cho công nghiệp thực phẩm. Đúng tiếp. Vải làm từ ni lông 6,6 kém bền trong nước xà phòng có tính kiềm. Đúng, bởi vì nó bị thủy phân. Vậy đây mình có cả A, B, C, D, E đều đúng. Và mình sẽ có là 5 nhận định đúng. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Nhá. Ok. Xu hướng gần đây thì để kiểm tra kiến thức lớp 11 thì tháo hay vào, các thầy hay cho vào những cái câu về hydrocarbon như này. Thì chúng ta cần chú ý này. Hỗn hợp X gồm metan CH4, ethylene C2H4, propene C3H4 và vinyl acetylene C4H4 và amon hydro có xúc tác niken. Chỉ xảy ra phản ứng cộng hydro thu được 0,1 mol hỗn hợp Y, đây là amon này,
0,1 monomer y gồm các hydrocarbon. Vậy là hydro hết. CH4, C2H4, C3H4, C4H4. Đúng không? Rất nhiều hydrocarbon ạ. Vân vân ạ. C2H6, C3H6 nhiều lắm, rất nhiều hydrocarbon. Tỷ khối hơi so với hydro là 14,4, có nghĩa đây là tỷ khối hơi của y. DI so với hydro thì bằng 14,4. Biết 0,1 mol y phản ứng tối đa với brom là 0,06 mol brom. 0,1 mol y phản ứng tối đa với 0,06 mol brom. Đề bài yêu cầu là xác định giá trị số mol của A. Thế thì nếu mà chúng ta mà bảo toàn cái gốc hydrocarbon ấy nhá. Nếu chúng ta bảo toàn cái gốc hydrocarbon thì mình có này, 0,1 mol hỗn hợp y gồm các hydrocarbon. Đây, vậy là các hydrocarbon này là đã 0,1 rồi. Đúng chưa? Vậy thì tổng số mol hydrocarbon, được chưa? Tổng số mol của hydrocarbon cũng phải bằng chỗ này là 0,1. Được không ạ? À sorry, đây là và amon hydro ạ. Sorry ạ. Hydro đây là amon ạ. Có nghĩa là đây, nếu mình bảo toàn hydrocarbon thì mình đã có này. Bọn này cũng bằng 0,1. Được chưa? Ok không? Một dấu hiệu nha. Thế bây giờ mình sẽ đi bảo toàn khối lượng để mình sẽ có một cái điều như sau này. Nếu mình bảo toàn khối lượng thì có phải là tổng khối lượng của hỗn hợp trước bằng tổng khối lượng hỗn hợp sau không? Hỗn hợp trước là x. Mx bằng my. Mx bằng my bởi vì là có là núp trong bình kín mà. Thế thì vậy nó sẽ bằng là my này là bằng số mol 0,1 nhân với phân tử khối là 14,4 nhân 2. 0,1 máy tính rồi. 0,1 mà nhân với 14,4 nhân 2 ta có là 14,4 nhân 2 bằng nhân 0,1 bằng 2,88 gam. 2,88 gam nhá. Thế thì toàn bộ thằng hydrocarbon ở bên trong thằng x này chúng ta đều nhìn thấy nó chung là 4,4,4,4 nên mình đặt nó là CXH4 được không ạ? CXH4 nhá. Thế thì CXH4 thì chúng ta sẽ có là cái công thức tương ứng của CXH4 nhá, công thức tương ứng của tất cả mọi anh CXH4. Thế thì chúng ta đặt đi công thức của tất cả mọi hydrocarbon nó sẽ có dạng là CXH2X cộng 2 trừ 2K. Được chưa? Với K bằng số liên kết pi. Vậy hoàn toàn chúng ta tách ra đây thì mình sẽ có là 2X cộng 2 trừ 2K thì bằng bao nhiêu liên kết pi ạ? Bằng, mình đang đi tìm pi trung bình đấy, bằng 4. Vậy suy ra mình sẽ được là 2K thì bằng 2X cộng 2 trừ 4. Vậy K sẽ bằng, chia hết cho 2, vậy là X 2 trừ 4 là trừ 2, X trừ 1. K mà x trừ 1. Vậy là số liên kết pi thì bằng x trừ 1. Được chưa? Thế là xong rồi. Đúng không? Số liên kết pi là x trừ 1. Thế hoàn toàn ở đây, thì chúng ta sẽ có là bảo toàn khối lượng ở cái công thức này ạ. Bảo toàn khối lượng ở cái công thức này. K bằng x trừ 1. Bảo toàn khối lượng ở cái công thức này thì mình sẽ có, anh này là 0,1 mol đúng không? Anh này là 0,1 mol. Thì mình sẽ có bảo toàn khối lượng x. Mx thì bằng 2,28, mặt khác Mx thì bằng khối lượng của anh này là 0,1 nhân với lại đổi x nhá. K bằng x trừ 1. Được chưa? Vậy thì x bằng k cộng 1. 0,1 nhân 12k. Sorry, 0,1 nhân với 12. 0,1 x bằng k cộng 1 mà. 0,1 nhân với lại k cộng với 1 nhân 12 cộng 4 cộng với 2a thì bằng 2,88. Vậy suy ra ở đây ta được là 12k cộng 12. 12 cộng 4 là 16 cộng 2a
thì bằng 2,88 chia cho 0,1 thì bằng 28,8. Đấy là một phương trình. Phương trình thứ hai chúng ta đi bảo toàn liên kết pi. Bảo toàn liên kết pi. Ta có bên trong là CXH4 này. Đúng chưa? Thì nó có là K liên kết pi. Đúng không ạ? Nó có K liên kết pi. Vậy hoàn toàn ta sẽ có số liên kết pi ở bên trong này sẽ là 0,1K. Thì bằng những cái thằng phá pi là hydro phản ứng hết là amon cộng với lại 0,06. Lúc đấy là hết pi rồi, đúng không? Vậy ở đây mình có hệ phương trình. Mình giải hệ này mình ra luôn. 12K 28,8 trừ 16 0,1K trừ 1 0,06. Ô, hơi lẹ. Ở đây thầy bị lỗi chỗ gì rồi? Đây thầy bị lỗi một chút rồi. Bảo toàn liên kết pi. Rồi, thế thì cái phương trình này, phương trình này là phương trình về khối lượng. Chúng ta có là K thì bằng X trừ 1. Rồi, vậy ở đây mình sẽ có là bảo toàn khối lượng. Thì mình thế K vào đây. K bằng X trừ 1 suy ra là X bằng K cộng 1. K cộng 1, đây là K cộng 1, 12 nhân K cộng 1 cộng 4. Đúng rồi, cộng 2A. À, nhân 0,1 ở đây thôi ạ. Mình lại nhân 0,1 gộp. Bảo toàn khối lượng chỗ này nhầm ạ. Chỗ này 0,1 là số mol thôi ạ. 0,0 nhân với 2A đấy. Đây. Vậy suy ra chỗ này sẽ là bằng 12K cộng với, đây đóng ngoặc ở đây ạ. 12K cộng 16 nhân 0,1 là bằng 1,2K cộng với lại 1,6 cộng 2A. Đấy, bây giờ mới đúng này. 1,2K 2,88. Chỗ này là lúc này chưa 2,88 trừ đi 1,6. 0,1 trừ 1. Đây ta được K bằng 1. Được chưa? Và A bằng 0,4. Suy ra ta tìm được K bằng 1 và A bằng 0,04. Thế đúng như đề bài hỏi chúng ta là A bằng bao nhiêu, thì ta sẽ tìm được A chúng ta bằng 0,04 mol. Đáp án đúng là đáp án D, 0,04 mol. Ok nhá. Khá là cứng đấy. Chúng ta sang câu 67 này. Hợp chất hữu cơ mạch hở X C8H12O5 tác dụng với lượng dư dung dịch, nhìn kỹ này, C8H12O5 mà tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glycerol là C3H8O3 và hai muối carboxylat Y và Z. Được chưa? Y và Z, Y phải nhỏ Z là hai muối. Và cả hai đều không trắng bạc. Không trắng bạc. Không trắng bạc thì chứng tỏ nó không phải là HCO rồi. Đúng chưa? Vậy thì suy ra X này của chúng ta là dieste. X là dieste của axit carboxylic nhá, với hai axit. Chúng ta nhìn này, thằng X của chúng ta là dieste. Thế thì vậy nhìn ở trong này thì mình nhìn thấy là suy ra X của chúng ta có bao nhiêu liên kết pi ạ? Nó có 3 liên kết pi. Nên suy ra có là một axit no và một axit là không no. Được chưa? Một axit no, một axit không no. Thế vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi xây dựng RCOO CH2 CH2 R phải COO và còn một thằng phải dư nhóm OH. OH đủ 5. Được chưa? Bây giờ là trong này một thằng no, một thằng không no. Thế thằng không no thì số nguyên tử carbon nhỏ nhất là phải là 3 đến 1 rồi. Thì thằng không no thì nhỏ nhất giả sử đây nó phải là này. Đúng chưa? Vậy thì số nguyên tử carbon này của nó
Vậy tổng số nguyên tử carbon là 8. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy thằng này chỉ có thể là một đầu là H. Đúng ạ. Thế nhưng mà đề bài lại bảo chúng ta là không có H2O ạ. Thế đếm lại nhé. 8 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì thằng này phải có một CH3 đúng không? Vậy chắc chắn thằng đầu tiên là CH3 COO CH2 CH CH2 nối đôi CH COO CH2OH. Đây một cháu, một đồng phân. Đúng không? Cháu thứ hai là đảo ngược hàng này. CH2 nối đôi CH COO CH CH3 COO CH CH2 OH. Đây cháu số 2, đây cháu số 1, đây cháu số 2. Ok. Cháu số 3 nhé. Cháu số 3 là chen cái thằng OH này vào giữa thì mình được này. CH2 nối đôi CH COO CH2 CH OH CH2 CH3 COO. Được chưa? Vậy đây là cháu số 3 và hết rồi. Không còn cách nào mà chen nữa. Vậy thì chúng ta sẽ có 3 công thức. Vậy đề bài bảo là có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X là sai. Axit carboxylic của muối Z có đồng phân hình học. Đây, đây là muối Z đây, muối Z phân tử khối lớn hơn đây. Anh này làm gì có đồng phân hình học đúng không? Toang tiếp. Phân tử X chỉ chứa một loại nhóm chức sai, đây có chức este và chức ancol. Tên gọi của Z là natri acrylat. Đây Z đây ạ, đúng không? Ra hàng Z vậy nó sẽ là ra muối là CH2 nối đôi CH COONa, natri acrylat chính xác. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Natri acrylat. Ok. Ngon lành cành đào với câu số 67. 68 này. Hòa tan hoàn toàn mờ gam nhôm vào dung dịch loãng nhôm này, vào dung dịch H2SO4 loãng chứa 0,2 mol H2O4, thu được khí hydro. Vậy mình thu được Al2SO4 3 lần cộng khí hydro, cho từ từ NaOH vào. Thì vậy là mình có khả năng là có cả H2S4 dư. Có khả năng vậy. Kết quả thí nghiệm thu được ở hình vẽ sau. Thế bây giờ là cho NaOH vào. Vậy cho vào dung dịch X. Vậy chúng ta dự đoán dung dịch X của chúng ta thì gồm. Vậy chúng ta sẽ có dung dịch X thì gồm có H cộng này, có nhôm 3 cộng này. Đấy chưa? Có H cộng và có nhôm 3 cộng nhá. Dung dịch X của chúng ta gồm có H cộng và có nhôm 3 cộng. Thể tích là 140. Thì lượng kết tủa là 2A cộng 1,56. Thể tích là 140. Thế chúng ta đặt đi. Chúng ta đặt số mol của thằng nhôm 3 cộng là X mol. Đúng chưa? Thì số mol của H cộng, số mol H cộng dư nhé. Ở đây yêu cầu là số mol H cộng dư. Đặt số mol của nhôm 3 cộng là X mol. Thì số mol là H cộng dư. Đây, nhôm 3 cộng là X mol. Vậy ở đây nó sẽ là 0,5X. Mình bảo toàn gốc SO4 nhé. Anh này là 0,2. Đây là 0,5x nhân 3 là bằng 1,5x. Vậy là 0,2 trừ đi 1,5x. Vậy thì hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số mol H cộng dư là bằng nhân 2 nên là bằng 0,4 trừ đi 3x. Đây là số mol H cộng dư. Thế thì thứ tự phản ứng thì đầu tiên cho NaOH vào là OH trừ vào, nó sẽ ăn H cộng trước. Nó sẽ ăn H cộng trước. Thế đây với dung dịch NaOH ban đầu là 140ml, là số mol là 0,14. Thì mình thu này, các cháu chú ý này, lượng kết tủa thu được cực kỳ lớn. Thế mà tăng NaOH lên thì lượng kết tủa thu được cực kỳ nhỏ. Vậy suy ra ở cái thời điểm này là chỉ tạo thành kết tủa ALOH 3 lần. Chỉ tạo thành kết tủa ALOH 3 lần. Và
Số mol kết tủa ở đây, đây khối lượng là 2A cộng 1,56. Vậy thì số mol nó sẽ là 2A cộng 1,56 chia 78. Đây là số mol. Ok không ạ? Thế thì hoàn toàn ở đây là mình tìm được số mol kết tủa đây nhá. Đây là số mol kết tủa này. Thế thì ở đây mình sẽ có một cái công thức là số mol OH trừ. Số mol OH trừ sẽ bằng 3 lần số mol kết tủa cộng với lại số mol H cộng. Và mình chỉ cần thế công thức này là xong ạ. 3 nhân với 2A cộng 1,56 chia 78 cộng số mol H cộng là 0,4 trừ 3x. Vậy từ cái công thức này mình suy ra này, số mol OH trừ là 0,14 thì bằng 3 nhân 2A là bằng 6A chia 78 cộng với 3 nhân 1,56 chia 78. 3 nhân 1,56 chia 78 bằng 0,06 cộng với lại 0,4 trừ 3x. Và hoàn toàn tới đây ta có là 0,14 mà trừ đi 0,06, 0,14 và trừ đi 0,06 thì bằng bao nhiêu ạ? 0,14 trừ 0,08, 0,08 mà trừ đi 0,4 âm 0,32 thì bằng 6A chia 78 trừ 3x. Đây là một phương trình. Phương trình số 2 ạ, là với 240 ml dung dịch nào OH thì thu được A gam kết tủa. Dung dịch X H cộng nhôm 3 cộng, H cộng vẫn là 0,4 trừ 3x, nhôm 3 cộng vẫn là X cộng với lại OH trừ. Lúc này số mol là 240. Sorry, chỗ này thầy tính nhầm rồi. 140 đây là 0,14 nhân 2 mà 0,28 ạ. Làm nào thấy số mol âm. 2 nhân. Vậy chỗ này là bằng 0,28. 0,28 trừ đi 0,46 bằng âm 0,18. Thế chỗ này là 240 ml là 0,24 nhân 2 mà 0,48. Thì lúc này chúng ta sẽ suy ra được hai cái, cả cái khối lượng kết tủa ALH 3 lần. Kết tủa này số mol là A gam thì chia cho 78. Và ALO2 trừ. Thế ở đoạn này ta cũng có công thức là số mol OH trừ thì bằng 4 lần số mol nhôm 3 cộng trừ đi số mol kết tủa cộng với số mol H cộng. Thế hoàn toàn ta có lại 4 lần số mol nhôm 3 cộng là 4x trừ số mol kết tủa là A chia 78 cộng số mol H cộng là 0,4 trừ 3x. Và số mol H cộng OH trừ ở đây chúng ta bằng 0,48. 4 trừ đi 3 thì bằng x trừ đi A chia 78 cộng 0,4. Vậy hoàn toàn đây ta được là 0,08 thì bằng x trừ A chia 78. Đây là phương trình số 2. Vậy hoàn toàn ta có 6 này chia 78 bằng trừ 3 bằng trừ 0,18 bằng, thấy chưa? Bên này là trừ 1 trừ 1 chia 78 bằng 1 bằng 0,08 bằng A bằng 1,56, A bằng 1,56 và x bằng 0,1, x bằng 0,1, A bằng 1,56 và x bằng 0,1 nhá. A bằng 1,56, A 1,56, 1,56. Vứt vứt. Đề bài hỏi M gam nhôm thì mình tìm được x bằng 0,1. Vậy x này bằng 0,1. Vậy bảo toàn nhôm thì có phải nhôm này bằng 0,1 đúng không ạ? 0,1 mà nhân với 27. 0,1 x bằng 0,1 mà. X bằng 0,1, 0,1 nhân 2 vậy thì bằng 2,7. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C.
55 mol một hỗn hợp X gồm hơi nước và CO2. 0,55 mol. Hỗn hợp gồm hơi nước và CO2 qua carbon nóng đỏ thì thu được 0,95 mol. Hỗn hợp gồm CO, H2, CO2. 0,95 CO. Thế mình có này. Cái thằng hydro ở bên trong nước thì chu hết ra đây. Đúng không ạ? Hydro trong nước chu hết ra đây. Ok. Thế vậy là thêm thằng nào? Thế bây giờ chúng ta nhìn nhé. Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa. Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa. Có hỗn hợp Y đâu. 0,1 mol BaOH 2 lần. Đây là thằng Y đây. Hấp thụ vào BaOH 2 lần. 0,1 thì thu được m gam kết tủa. Vậy mình cần tìm được số mol của CO2. Được chưa? Chốt lại là muốn tìm được kết tủa thì mình cần tìm được m được số mol của CO2 là xong. Đúng không? Thế thì ở đây mình có này. Về mặt bản chất nhá, về mặt bản chất thì ta nhìn ở bên trong cái dạng này thì ta thấy này. Có phải bản chất là thằng CO2 ăn thằng carbon để tạo thành hai thằng CO không ạ? 1 1 2, đây là khí, đây là khí, còn thằng này là rắn. Tương tự mình cũng có là H2O cộng với carbon để tạo thành H2 cộng CO không ạ? 1 1 1 thằng này là khí, thằng này là rắn, thằng này là khí. Thằng này là khí. Vậy mình nhìn này. Vậy mình nhìn này. Một khí sinh ra hai khí. Một khí sinh ra hai khí. Vậy là một, mình thấy là số mol khí sinh ra gấp đôi số mol khí phản ứng. Đúng chưa? Thế mà ở đây mình nhìn nhá, hơi nước hết nên chắc chắn là CO2 phải dư. Mình nhìn thấy điều đó. Được chưa? Thế vậy thì ta tìm được số mol hơi nước và khí CO2 đã phản ứng. Đúng không? Suy ra được số mol của nước cộng CO2 phản ứng sẽ bằng 0,95 trừ 0,55 thì bằng 0,4. Được chưa? Nước và CO2 phản ứng là 0,4. Vậy suy ra CO2 dư. Suy ra số mol CO2 dư là 0,55 trừ 0,4 bằng 0,15. Vậy CO2 dư đây, còn lại 0,15. Thế ngay tức mình tìm được số mol CO2 mà 0,15 rồi. 0,15, thế bây giờ mình đi giải bài toán OH trừ với lại CO2 thôi. Đúng không? Mình có này. OH trừ chia CO2 thì bằng số mol trừ bằng 0,1 nhân 2 bằng 0,2 chia cho 0,15. 0,2 mà chia cho 0,15 thì bằng bao nhiêu ạ? 0,2 chia 0,15 bằng 1,333. 1,33 lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. 1 là HCO3 trừ, 2 là CO32 trừ. Anh này là 1,33, thằng này là 1, thằng này là 2. Thằng này trừ thằng này bằng 0,33, thằng này trừ thằng này bằng 0,67. Chia nhau thì bằng 1 chia 2. Vậy thì suy ra này, 0,15 bảo toàn carbon nhé, chia làm 3 phần bằng nhau, vậy mỗi phần bằng 0,05. 0,05 nhân 2 thì bằng 0,1. Được chưa? Đề bài hỏi chúng ta là kết tủa thì số mol CO32 trừ là 0,05. CO32 trừ thì nó ăn với lại Ba2 cộng. Số mol Ba2 cộng đây bằng 0,1. Vậy nó tạo thành BaCO3 0,05. 0,05 mà nhân 197. 0,05 mà nhân 197. 197. 9,85 gam. 9,85 gam. Đáp án đúng đáp án C. 9,85 gam. Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là BaCl2 và KHS4 thì mình thu được kết tủa là BaSO4. NaOH và dung dịch CaOH2 CaHCO3 hai lần
thì có phải là OH trừ cộng với HCO3 trừ tạo thành CO32 trừ, CO32 trừ cộng canxi để tạo thành CaCO3. NH3 tới dư vào dung dịch Al NO3 3 lần thì chắc chắn mình thu được kết tụa AlOH 3 lần. Kết tụa H cộng tới dư vào dung dịch NaLO2 thì không thu được kết tụa bởi vì AlOH 3 lần tan trong HCl. AgNO3 vào Fe, đây là bạc cộng phản ứng với sắt 2 cộng thì mình thu được bạc cộng với lại sắt 3 cộng. Thì mình thu được kết tụa. Vậy mình có 1 2 3 4 4 kết tụa. Vậy số định nghiệm thu được kết tụa là 4. B bỏ. 4 chẳng. Ngon lành anh đào nhá. B bỏ 4 chẳng. Rất dễ. Câu 71. Câu 71. Đốt cháy hoàn toàn m gam triglyceride X. Đốt cháy hoàn toàn m gam triglyceride X. CXHIO6 thì cần dùng 3,08 mol oxy. 3,08. Thu được CO2 và nước. Chúng ta tìm được số mol nước để bài cho là 2 mol. M gam X tác dụng. M gam X tác dụng với dung dịch NaOH đủ thì thu được glycerol C3H8O3 cộng với lại muối. Khối lượng muối bằng 35,36 gam. Khối lượng muối bằng 35,36. Cho M gam X tác dụng tối đa với amon brom trong dung dịch. Xác định số mol của brom trong dung dịch. Khá là khó khăn, đúng không? Khá là khó khăn đấy. Thế ở đây chúng ta lưu ý này. Ở đây chúng ta lưu ý là chúng ta đây là đã có là thằng X đã. Thế thì mình phải đặt ẩn thôi. Mình đặt ẩn của mình là số mol thằng, đặt A là số mol của triglyceride và B là số mol của CO2, đúng không? Đặt A là số mol triglyceride và đặt B là số mol CO2 thì hoàn toàn ở đây thì chúng ta sẽ được là phương trình thứ nhất là bảo toàn oxy. Bảo toàn oxy thì mình có 6A cộng với 3,08 nhân 2 bằng 2B cộng với 2. Đây là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai thì do anh này là amon thì ăn 3 NaOH nên số mol NaOH là 3A. Số mol glycerol sẽ là A. Khối lượng. Khối lượng thì mình tìm được bằng cách bảo toàn khối lượng, đúng không? Bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng của glycerid M sẽ bằng khối lượng của nước là 18 nhân 2 cộng khối lượng của CO2 là 44B trừ đi khối lượng của oxy là 32 nhân 3,08. Được chưa? Vậy đây bằng 18 nhân 2 này trừ đi 32 nhân 3,08 này trừ 62,56. Vậy đây khối lượng M bằng 44B trừ đi 62,56. 44B trừ đi 62,56. Thế vậy đến đây ta sẽ có bảo toàn khối lượng trong cái bài toán thủy phân. Mình đã có khối lượng của thằng X là bằng 44B trừ đi 62,56 cộng với khối lượng NaOH là 3 nhân 40 thì bằng khối lượng glycerol là 92A cộng khối lượng muối là 35,36. Được chưa? Tới đây mình sẽ có cái hệ phương trình. Đây phương trình 1, đây 2. Ok, tới đây mình sẽ có cái hệ phương trình 6A trừ 2B thì bằng bao nhiêu ạ? 2 trừ đi 3,08 nhân 2 trừ 4,16. Phương trình thứ 2 là phương trình về bảo toàn khối lượng. Đây mình sẽ có là trừ 92A cộng 44B cộng 120A thì bằng 35,36 cộng 62,56. Đấy, đến đây mình giải được AB. 6 bằng trừ 2 bằng trừ 4,16. Phương trình thứ 2 120 trừ 92 44 35,36 cộng 62,56. Mình tìm được A bằng 0,04, B bằng 2,2. A bằng 0,04 và B bằng 2,2. A bằng 0,04,
B bằng 2,2. Tới đây mình có nha. Mình có luôn luôn có là số mol CO2 trừ đi số mol nước chia số mol cháy. Số mol CO2 trừ số mol nước chia số mol cháy có phải luôn bằng K trừ 1 không ạ? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta có này, số mol CO2 chúng ta bằng 2,2 trừ đi số mol nước là 2 chia số mol cháy chúng ta vừa tìm được bằng 0,04 thì bằng 2,2 trừ đi 2 thì là bằng 0,2, 0,2 chứ 0,4. 5. 5 thì bằng K trừ 1. Đến đây mình tìm được K bằng 5 cộng 1 là bằng 6. K bằng 6. Với K bằng 6 thì lưu ý là thằng trong triglycerid nó có 3 liên kết pi COO. Vậy nó còn là 3PCC. 3PCC thì ăn 3 brom. Nên mình có thằng X ăn 3 brom. Mình tìm được số mol của X bằng 0,04 nhân 3 bằng 0,12. 0,12. Vậy giá trị của brom là A, 0,12 mol. Giá trị của brom là A, 0,12 mol. Đấy nhá cả nhà nhá, lưu ý nhá. Đấy, cả nhà lưu ý những cái câu về chất béo này là những cái câu khá là hay. Ok, chúng ta phải luyện giải được tất cả mọi câu về chất béo này. Cho các sơ đồ theo phản ứng theo đúng tỷ lệ, nhớ là đúng tỷ lệ. Thế là thằng X mà tạo thành Y cộng CO2. Đề bài hỏi R và Q cơ. Được chưa? Đề bài hỏi R và Q. Thế thì đây nhé, thằng Y là tan ở trong nước tạo thành thằng Z. Thằng Y tan trong nước tạo thành thằng Z. Thế bây giờ thằng nào tạo thành Y, thằng X tạo thành thằng Y. Là lần thằng R và thằng Q. Đây là chỉ cho R với Q thôi. Đây R. Đây là Q. R và Q thỏa mãn theo sơ đồ trên lần lượt là R. Trường hợp 1, R là NaHCO3, Q là CaOH. Q là CaOH hai lần, R là NaHCO3, cả hai thằng này đều phải cộng với Z. Vậy thì trong Z của chúng ta phải hoặc là có Na hoặc là có canxi. Để tạo thành Z thì Z này là có dạng là MOH rồi, tất cả N lần rồi thì Na2O hay CaO thì đều được. Đúng không? Na2O hay CaO thì đều được. Thế thì tiếp tục xem nào. Nhưng mà làm gì có cái thằng nào mà nhiệt phân để sinh ra được Na2O? Không có. Đúng không? Vậy thì chắc chắn anh này chắc chắn phải là CaO, y chắc chắn là CaO. Thì anh Z chắc chắn là CaOH hai lần. Nên thằng X của chúng ta chắc chắn là CaCO3. Vậy X ở đây là tạo thành CaCO3 này. X này là CaCO3 này. Bây giờ đến anh Z, Z là CaOH hai lần rồi. Z là CaOH hai lần mà tạo ra CaCO3, vậy trong T phải có CO3. Trong T phải có CO3. Đúng không ạ? Trong T phải là có CO3. T phải có CO3. Thì nếu mà là Na2CO3 cộng với NaCaOH thì làm gì có theo tỷ lệ này. Vậy chắc chắn T chúng ta phải là NaHCO3. Đầu tiên cộng với CaOH hai lần theo tỷ lệ 1:1 thì nó tạo thành CaCO3 cộng với NaOH. Tỷ lệ 1:1 mà. Đây là NaOH, vậy R là NaOH. R là NaOH còn Q. R là NaOH đã. R là NaOH thì xong rồi, chỉ có đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Xem Q là gì nhé. T này, hai thằng NaHCO3 cộng với thằng Z là CaOH hai lần. Thì mình tạo thành NaCaCO3 và Q chúng ta sẽ là gì nhỉ? Na2CO3. Đúng rồi. Ok. Thấy không? Sẽ không có gì đâu. Đúng không? Không có gì là quá khó khăn cả. Đúng cả nhà. Đấy, chúng ta lưu ý hộ thầy này. Bây giờ là toàn bộ Z mà lại cho tác dụng natri dư thu được 1,12 lít khí. Được chưa? Thế thì ở đây mình có này, lưu ý này, đầu tiên mình giải này. Bước 1 này, mình có này, do là 2ST này chỉ thu được một muối thôi, để chỉ tạo bởi một axit thôi. Nên mình có là số mol nhóm OH của ancol luôn bằng số mol nhóm COO của este và luôn bằng số mol NaOH phản ứng và bằng 2 lần số mol H2. Đúng không? OH thì bằng 2 lần số mol H2 và bằng 2 nhân với 0,05 bằng 0,1.
Được chưa ạ? Thế mà khi đốt nhá, khi đốt hỗn hợp lại sinh ra 0,2 mol CO2 này. Được chưa? Lại sinh ra 0,2 mol CO2. Thế mà số mol nhóm COH này là 0,1 rồi. Thế có 0,1 mol là sinh ra từ COH rồi. Vậy đây nhìn kỹ nhá, đây là đốt ra 0,2 thì CO2 này nó bao gồm này, 0,1 mol từ COO đúng không? Bởi vì nhóm CO của este đây mà 0,1 đây rồi. Vậy nó chỉ còn là 0,1 mol từ gốc, được chưa? Của hai este. Đấy nhá. Vì số mol nguyên tử carbon ở gốc bằng số mol nguyên tử carbon ở nhóm COO nên suy ra mỗi nhóm OH này chỉ liên kết được với một nguyên tử carbon, tương đương với mỗi thằng OH của ancol thì chỉ liên kết với một nguyên tử carbon mà thôi. Được chưa? Vậy từ này mình suy ra được một điều. Vậy từ đây mình suy ra một điều. Đó là cái anh axit mà tạo thành este. Suy ra axit tạo thành este chỉ có thể là HCOOH. Mặt khác, do MX nhỏ hơn MI, nhỏ hơn 150 nên tương đương với Y tối đa là este 2 chức. Được chưa? Y tối đa este 2 chức nhá. Thế bây giờ trường hợp số 1 là nếu ancol tạo este đều đơn chức thì số mol ancol là 0,1 nhá. Thì M trung bình của ancol của chúng ta sẽ là bằng thì M trung bình ancol chúng ta sẽ là 3,14 mà chia cho 0,1 bằng 31,4. 31,4 là vô lý bởi vì CH3OH nó là 32 rồi. Vậy không thể là ancol đều là đơn chức. Được chưa? Vậy thì chắc chắn phải có ancol đa chức. Được chưa? Nên axit do cả hai este đều bạch hở nên chắc chắn este đơn chức rồi. Vậy ở đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng nhé. Bảo toàn khối lượng thì ta có này. Đến đây chúng ta có bảo toàn khối lượng. Đây một muối này, một muối là HCONa rồi. Mà số mol đá mắt phản ứng là 0,1. Nên khối lượng anh này là 0,1. Số mol anh này 0,1 bảo toàn luôn được đúng không? Vậy tới đây bây giờ chúng ta đi bảo toàn khối lượng nhé. Bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng chúng ta có khối lượng của este cộng với khối lượng của NaOH là 0,1 nhân 40. Đây, khối lượng este nhé, cộng khối lượng NaOH bằng khối lượng của muối là 0,1 nhân 68 cộng khối lượng của ancol là 3,14. Đến đây mình tìm được M. Được chưa? Đến đây mình tìm được M. M bằng 0,1 nhân 68 cộng 3,14 trừ đi 0,1 nhân 40 bằng 5,94 gam. Là khối lượng của este. Được chưa? 5,94 là khối lượng của este nhá. Thế do 5,94 là khối lượng của este, thế vậy este đơn chức của chúng ta, suy ra một thằng este đơn chức của chúng ta nó sẽ là HCOOCH3 x mol, và thằng este 2 chức sẽ là HCOO tất cả 2 lần. Do là mỗi một nhóm OH đi với lại một thằng COO. Đấy, được chưa? Vậy nên anh này sẽ là CO này, C2H4 y mol. Được chưa? Hiểu không ạ? Đây này, mỗi OH của hai của ancol chỉ chứa một nguyên tử carbon này, chỉ ăn một carbon. Vậy ở đây là sẽ có hai nhóm OH của hai thằng ancol nên nó phải ăn hai carbon. Được chưa? Đấy, XY. Thế vậy hoàn toàn đây chúng ta sẽ có giải hệ nhá. Hệ phương trình này. Hệ phương trình của mình là gì nhỉ? Đầu tiên là tổng số mol x cộng y thì bằng 0,1. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn khối lượng đúng không? Anh này là 60x cộng với anh này là 45 nhân 2 cộng với 28 bằng 118y. 2 cộng 118y đúng không nhỉ? Đây là 45 nhân 2 cộng với 24 cộng 4 bằng 118y. 118y. Thì bằng khối lượng là bằng 5,94. Tới đây chúng ta tìm được số mol xy. 1 bằng 0,1 bằng
60 bằng 118 bằng 5,94 bằng. Ô sao lại âm, một thằng bị âm các cháu ạ. Đợi chúng mình tẹo. Sao một thằng lại bị âm nhỉ? HCOO CH4 C3 CH đúng rồi. Xem hệ này sao lại bị âm. 11 0,1 đúng. Khối lượng 60 bằng. Anh này cộng lại xem nào. 1 cộng 44 là 45. 45 x 2 cộng 12 x 2 là 24. 12 x 2 cộng 4 bằng. Ơ vẫn âm. Sao chúng mình lại bị âm nhỉ? À, đây là ST2 trước thì nó phải ăn 2i. Sorry cả nhà. 2 ạ. Đây, x bằng 0,04, y bằng 0,03. 0,04 y bằng 0,03. Vậy là hoàn toàn ở đây, vậy là hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ tìm ra được là phần trăm khối lượng của x, đúng không? Đề bài hỏi chúng ta là phần trăm khối lượng của x mà. Vậy x của chúng ta đây, HCOCS3 là 0,04 nhân với 60 bằng chia khối lượng là 5,94 bằng nhân 100 40,4%. 40,4%. 40,4%. Đáp án đúng là đáp án A. Ok. Đáp án đúng là đáp án A nhá. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 74. Một câu về muối amoni đấy ạ. Cái dạng muối amoni này rất dễ, rất thích thi ạ. Mấy hôm nay thì rất rất nhiều ạ. Mình sang đã bắt đầu câu số 73 của đề số 13 để thi trung học tổng quốc gia năm 2019. 73 này. Đốt cháy hoàn toàn. Đốt cháy hoàn toàn M gam. Hỗn hợp E. M gam này. Hỗn hợp E. Mạch khở 2ST mạch khở XY. 2ST mạch khở XY đều tạo bởi axit carboxylic và ancol X nhỏ Y. Nhỏ 150. Đốt cháy thì thu được CO2 số mol bằng 0,2 mol. Cho M gam E. Cho M gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. NaOH cho đủ thì thu được một muối và 3,14 gam hỗn hợp ancol Z. 3,14 gam hỗn hợp ancol Z. Cho toàn bộ Z tác dụng với natri dư. Cho toàn bộ Z mà lại tác dụng với natri dư. Z đây. Tác dụng với natri dư. Thì thu được 1,12 lít khí hydro. Tìm được số mol hydro bằng 1,12 chia 2,4 bằng 0,05. 0,05 mol. Xác định phần trăm khối lượng của x cho này. Đấy, thế bây giờ chúng ta nhìn này nhá. Do này, cả hai este đều tạo bởi từ thằng axit và thằng ancol. Đúng chưa? Thế nên mình luôn luôn có là số mol của ancol thì chính bằng số mol của este. Este. Đúng chưa? Nhớ nhá, số mol của ancol sẽ chính bằng số mol của nhóm COH của este đấy. Được chưa? Và chính bằng số mol NaOH phải được. Thế thì ở đây mình có này là ancol của chúng ta này, NaOH một muối này, hỗn hợp ancol Z. Toàn bộ Z tác dụng với NaOH dư thì thu được là 1,12 lít phần trăm khối lượng của ancol. Thế ở đây các em lưu ý cho thầy nhá, là MX nhỏ hơn MY. Thế thì chúng ta sẽ có này, cái thằng ST nhỏ nhất của mình là ST2 trước ấy. ST2 trước nhỏ nhất chúng ta là COOCH3 COOCH3 này. Được chưa? Thì anh này sẽ là bằng 44 cộng. À không được. Đấy, thì ở đây chúng ta lưu ý nhá. 75. Hòa tan hết M gam hỗn hợp gồm Fe. FeO. Fe2O3. Fe3O4 vào dung dịch H2O4 dư. HCl dư. Thu được amon hydro và dung dịch chứa
31,19 gam muối nha. Hòa tan hoàn toàn Mgamix trong dung dịch chứa H24, đặc H2SO4 đặc 0,55 mol thì thu được dung dịch Y và SO2 0,14. Cho NaOH vào Y 1 đây 0,4. Phản ứng kết thúc thu được kết tủa là 10,7. Ui 10,7 này chúng mình nhìn biết ngay thằng nào luôn. Thề luôn. Nhìn phát biết ngay thằng nào. Nhưng mà thôi cứ để đấy đã. Nhá, mình cứ làm bình tĩnh thôi. Nhá. Thế ở đây bài này này, mình quy đổi hỗn hợp này là về Fe và oxy. Ok chưa? Mình đặt số mol Fe là x mol, số mol oxy là y mol. Nhá. Thế thì khi mà phản ứng với HCl dư này thì phải bản chất là H cộng cộng oxy trong oxit để tạo thành H2O. Nha, có cả H2O nữa. Được chưa? Và 2H cộng thì ăn 2E tạo H2. Vậy chúng ta sẽ có này, số mol H cộng phản ứng có phải chính bằng 2 lần số mol trong oxy trong oxit không? 2Y Cộng với 2 lần số mol H2 sinh ra đúng không? Là do H cộng cộng E đúng không? 2A. Đây là số mol H cộng phản ứng nhá. Mặt khác, ở phần này thì mình có khối lượng của muối là 31,19 gam muối đúng không? Có phải chính bằng khối lượng của sắt 56X đúng chưa? Cộng với lại khối lượng do H cộng phản ứng này, khối lượng của Cl trừ đúng không? H cộng phản ứng đây chính là 2Y cộng với lại 2A thì phải chính bằng là số là Cl trừ là 35,5 nhân với lại 2Y cộng 2A không? Đúng chưa? Đấy thì bằng 31,19. Nha, thế là chúng ta đã có một cái phương trình thứ hai. Đấy, ẩn x y a. Ok chưa? Đấy, đây mình coi là phương trình số 1 có 3 ẩn thì có một phương trình rồi. Dung dịch Y đấy ạ, cộng NaOH mà tạo thành 10,7 gam kết tủa. Nhá, NaOH là 0,4. Thế thì chúng ta phải tính ý này, 10,7 này thì nó gần chính là bằng FeOH 3 lần. Số 1 0,1 luôn, bởi vì FeOH 3 lần là 107, nhìn này biết luôn là 0,1. Được chưa? Vậy điều này chứng tỏ rằng là x, chứng tỏ là x này mà tác dụng với H24 đặc thì chắc chắn lên sắt dương 3. Đúng không? Dung dịch Y chúng ta chắc chắn có sắt dương 3. Chứ không có sắt dương 2. Hiểu không ạ? Nó chỉ có sắt dương 3 thôi chứ không có sắt dương 2. Cả nhà hiểu chưa? Thế vậy thì quay trở lại đây thì chúng ta có này. Bản chất là SO42 trừ để tạo thành SO2 đúng không? Là lưu huỳnh dương 4 đúng không? Trong SO2, số mol SO2 là 0,14. Thế thì số mol E trao đổi của nó, đây là thằng này là nhận với lại 2E. Đây là 2O. Đúng không ạ? Thì chỗ này nó phải là ăn 4H cộng 2H2O. Thì số mol của E, số mol E đây là 0,4 nhân 2 là 0,28 và số mol H cộng ở đây phản ứng là bằng 0,56. Và tiếp tục là oxy, trong oxit thì cũng ăn 2H cộng nữa. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có, vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có là số mol H cộng dư của H24 này, số mol H cộng dư sẽ chính bằng 0,55 nhân 2 trừ đi H cộng đây là 0,56 này, 0,56 trừ đi 2 lần H cộng ăn với lại oxy trong oxit đúng không? Trừ đi 2Y. Đúng chưa? Vậy là sẽ bằng là bao nhiêu ạ? 0,55 nhân 2 trừ đi 0,56. 0,54 trừ 2Y. 0,54 trừ 2Y. Nhá. Vậy mình có là số bon OH trừ phản ứng với Fe 3 cộng trong Y nhá, để tạo được FeOH 3 lần này. Suy ra này, số mol OH trừ phản ứng để tạo thành FeOH 3 lần bằng H cộng dư đây là 0. Số mol OH trừ đây, OH trừ là 0,4. Sẽ trừ đi số mol H cộng dư là trừ đi là
0,54 trừ 2y bằng 0,1 nhân 3. Đúng không ạ? Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ tìm được, ở đây chúng ta sẽ tìm được là đây bao nhiêu này? 0,4 này à, cộng với 2y, thế là chỗ này là còn chỗ này OH trừ cộng để tạo thành sắc 3 đây là 0,4 trừ 0,54 âm 0,14. 2y trừ 0,14 bằng 0,3. Vậy suy ra y bằng 0,3 cộng 0,14 bằng chia 2 bằng y bằng 0,22. Y bằng 0,22. Được chưa? Suy ra y bằng 0,22. Nhá. Y bằng 0,22. Được chưa? Với y bằng 0,22. Chưa được đâu ạ. Mới được một y bằng 0,22 thôi. Chưa làm ăn được gì nhiều. Đúng không? Muốn tìm được, đề bài yêu cầu chúng ta là phần trăm khối lượng của x. À đâu, đề bài hỏi chúng ta là giá trị của a. Vậy là đây muốn tìm a đây này. Là bao nhiêu thì mình tìm được y rồi, mình còn tìm x nữa thôi. Nhá, x là số mol sắt. Thế ở đây thì mình phải đi tìm x nhá. Thì mình có này là Fe trong y kết tủa hết đi, đúng không? Cái Fe trong y chắc chắn là phải kết tủa hết. Giả sử nó kết tủa hết đi, nhìn nó dư này là kết tủa hết rồi. Vậy thì chắc chắn suy ra, suy ra là gì? Suy ra là x của chúng ta phải bằng bao nhiêu? X của chúng ta bằng 0,1. X bằng 0,1 phải thế vào đây, thế vào phương trình số 1. Vậy này bằng 56 nhân 0,1 cộng với 35,5 nhân với 2 nhân 0,22 cộng 2a. Bây giờ đến đây mình tìm được a. 31,19 trừ đi 5,6 bằng chia 35,5 bằng trừ đi 2 nhân 0,22 bằng chia 2 bằng 0,14. À, 0,14 không có đáp án à? Chắc ở đây chúng mình bị nhầm. Chúng mình bị nhầm đấy. Đúng không ạ? Đây chúng mình hơi bị nhầm đấy ạ. Chúng mình hơi bị nhầm mất tí. Để chúng mình dò xem. Không có đáp án ở câu này. Sorry cả nhà, chúng mình đang bị lác lác chút. Đây ạ. H cộng dư sắt. Chắc chắn là nếu mà như vậy thì sắt không bị kết tủa hết chứ nhỉ. Chỗ này là sắt không bị kết tủa hết. Do thiếu OH. Đây. Chắc chắn ở đây mình không thể suy ra được là x bằng. Vì vậy nên là suy ra là sắt không hết nhá. Sắt không hết. Vậy suy ra là x không thể bằng 0,1 được. Sắt không hết, sắt còn dư nhá. Bởi vì là do sắt còn dư. Đây, đến đây chúng ta chốt lại suy ra là Fe3 cộng là không bị kết tủa hết. Được chưa? Đấy, sắt 3 cộng không bị kết tủa hết nhá. Nhưng mà chúng ta khẳng định được một điều rằng là y của chúng ta thì bằng, vừa nãy chúng ta tìm được y của chúng ta là bằng 0,22 rồi. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn mình có này. Hoàn toàn mình có này. Y bằng 0,02 rồi. Y bằng 0,02. 0,22. Vậy suy ra tìm được số mol H cộng dư. Đây số mol H cộng dư đấy là 0,44 trừ 0,22. 0,54 trừ đi 0,22 trừ đi 0,44. 0,1. Số mol H cộng dư bằng 0,1. À thế đến đây chúng ta xong rồi. Đúng không? Chúng ta đi bảo toàn electron xong, đúng không? Đây đây đây, bảo toàn electron. Sắt không nên sắt dung 3. 3x thì bằng 2y cộng với lại 0,14 nhân 2 mà y bằng 0,02, 0,22 tìm được x luôn. Tình nhân 2 cộng với 2 nhân 0,22 bằng chia 3 bằng. Đây x bằng 0,24 ạ. Ok chưa? Với x bằng 0,24 thay vào phương trình 1 ạ. Mình có 31,19 thì bằng 56 nhân với 0,24 cộng với 35,5
nhân với lại 2 nhân 0,22 cộng 2a. Đến đây tìm được a. 3,19 trừ đi 56 nhân 0,24 chia 31,19 trừ đi 56 nhân 0,24 bằng chia 35,5 bằng trừ 0,44 bằng chia 2 bằng 0,03. A bằng 0,03. A bằng 0,03, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Ngon lành cành đào luôn. Sang câu 76 ạ. Sang câu số 76. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Bước 1, cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam mỡ lợn và 10 ml dung dịch NaOH chưa hiện tượng gì. Đun sôi nhẹ phải có phản ứng xà phòng hóa xảy ra. Phản ứng hoàn toàn. 3 hút nước cất để nguội hỗn hợp. Rót hỗn hợp 15 đến 20 ml dung dịch NaCl bão hòa. Nóng, khuấy nhẹ để yên hỗn hợp. Sau bước 3, thấy lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glycerol sai, là xà phòng ạ. Vai trò dịch NaCl bão hòa bước 3 tách muối, đúng rồi, chính xác. Nó làm cho dung dịch nặng hơn nên nó tách ra được. Ở bước 2 nếu không thêm nước cất hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng không xảy ra, đúng tiếp. Ở bước 1 nếu thay mỡ lợn bằng dầu dừa thì hiện tượng thí nghiệm 3 vẫn xảy ra tương tự, đúng. B C D đúng. E xem nào. Trong công nghiệp phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glycerol, đúng nốt. Vậy mình có là B C D E đúng. B C D E. Vậy mình có là 4 nhận định đúng nhá. 4 nhận định đúng. C. Câu 77. 77 này. Trong quá trình bảo quản một mẫu muối có khối lượng là m gam nhá. Bị oxy hóa bởi không khí tạo nên hỗn hợp X chứa các chất của sắt 2 và sắt 3. FeSO4 này ngập bậy nước này. Oxy hóa trong không khí tạo thành này. Fe2 cộng này. Fe3 cộng này. Hòa tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,35 mol 24 thì thu được 100 ml dung dịch X. Nhá. Hòa tan vào 0,35 mol 24 loại thì thu được 100 ml dung dịch X. Vậy đây trong này nó sẽ có là hòa tan toàn bộ. Thế thì trong này có cả H2SO4 loãng 0,35 mol. Được chưa? Thế cho nó chuẩn. Thí nghiệm 1 bây giờ là cho vào 20 ml thôi ạ. Tất cả đều là 20 ạ. Được chưa? Nếu mà là chơi 20 này thì mình nhân 5 lên, đúng không? Để được 100. Bởi vì cuối cùng hỏi phần trăm mà. À thế thôi thì chia 5 ra. Chia 5 ra cho dễ nhất. Vậy thì này chia 5 thì này bằng 0,07. Thấy chưa? Bây giờ cho tất cả bọn này vào BaCl2 thì thu được kết tủa. Vậy chắc chắn mình thu được kết tủa là kết tủa BaS4 rồi. Số mol kết tủa là bằng 233 chia cho 2,33 chia 233 thì bằng 0,01. Thấy chưa? Có thể sao chỉ có 0,01 mol kết tủa nhỉ? Mà đây là 0,07. Toang. Dung loãng thu được 100 ml y. Chỗ này phải là 0,07 chứ. Thế tại sao ở đây kết tủa mà đây là cho đây là cho lượng dư dung dịch BaCl2 mà. Khối lượng sắt 2, sắt 3. Ô sao lại lạ vậy? Hơi vô lý. Bởi vì là cái thằng này là thằng gốc SO4. Thằng gốc SO4 thì nó phải